Xin chào quý các bác anh chị. Xin chào các bạn. Đây là quang cảnh Lâm đang đi tìm một loại cây thuốc trị bệnh đau nhức xương khớp cho bà con mình rất tốt. Ngoài ra thì loại cây này còn trị được cái bệnh tai biến liệt nửa người. Khi chúng ta dùng cái loại cây này với những cái việc mà bị chóc đầu, ghẻ lở hoặc là các cái vết thương, thì điều đầu tiên chúng ta nhận được đó là cầm máu. Điều thứ hai thì nó sẽ giúp cho da non của chúng ta lên rất là nhanh. Loại cây này thường sinh sống ở những nơi mà có nước nhiều á bà con, các cái mương nước, sông, suối. Nếu như mà bà con tìm gặp loại cây này thì chúng ta sẽ sử dụng toàn cây, lá, thân, rễ luôn. Cụ thể loại cây của chúng ta đang tìm là đây nè bà con. Cây này nó có tên là cây bạt chạc hay là cây bí bái, rồi một số tên khác nữa. Lâm sẽ để trên màn hình cho bà con mình quan sát nha. Hình thức sinh trưởng phát triển của cây thì ở đây là một cái dạng thân gỗ bà con. Nó ưa sống ở những cái mương nước, gần cái mương nước và ven suối như thế này. Hình ảnh về cây này thì rất là cụ thể. Chỉ có điều cây này nó hơi nhỏ. Cây này khả năng phát triển của nó đến khoảng 5-7 mét là chuyện bình thường. Ở đây cây này cũng mới phát triển thôi bà con. Nhưng mà về hình ảnh nè, về hoa nè và về trái nè rất là rõ. Cho nên bà con mình có thể quan sát một cách kỹ lưỡng. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sử dụng cái cây này để làm các bài thuốc trị bệnh đau nhức xương khớp nè. Đặc biệt đối với những người mà bị liệt nửa người do tai biến gây ra bà con. Sử dụng cây này hiệu quả lắm. Ngoài ra khi bà con sử dụng cái cây ba chạc này vào cơ thể á, nó còn giúp cho bà con phòng được cái việc mà viêm não và một số các tác dụng tốt khác mà hôm nay Lâm sẽ mang đến cho quý cô bác anh chị, bà con và các bạn mình. Về hình thức nhận diện của cái cây ba chạc hay là cây bí bái này á, thì khi nó có hoa thì hoa của nó sẽ đơm lên như thế này. Đó. Ở đây lá của nó thì là lá chét ba lá. Cách phân nhánh của nó thì là như thế này bà con. Đây, những cái ngọn non của nó. Bề mặt trên và cái bề mặt dưới của lá. Lá này nó chứa một cái lượng tinh dầu cũng nhiều. Khi chúng ta bứt lá và chúng ta vò như thế này thì nó sẽ có cái mùi thơm bà con. Mùi thơm. Trong này nó có tinh dầu. Ở đây là những cái hoa non của nó nè bà con. Còn ở đây là những cái trái của nó. Đó, bà con dựa vào những đặc điểm này thì có thể nhận diện ở ngoài tự nhiên. Sau đó thì bà con thu hoạch về để mà chúng ta sử dụng. Bây giờ là mời quý cô bác anh chị, bà con và các bạn mình chúng ta đến với các cái bài thuốc từ cái cây ba chạc này nó mang lại cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đến với bài thuốc đầu tiên nha bà con. Bài thuốc đầu tiên từ việc chúng ta sử dụng cái cây ba chạc này, đó là chúng ta sẽ trị cái bệnh chóc đầu, ghẻ lở. Bà con sử dụng cho Lâm một nắm lá như thế này. Bà con rửa sạch đi. Rồi sau đó bà con sẽ cho vào một cái lượng nước xâm xấp thôi. Bà con nấu cho nó đặc cái lượng nước chúng ta lại. Bà con sẽ dùng cái lượng nước này, bà con bôi trực tiếp lên cái vị trí mà bị chóc đầu, ghẻ lở. Hay là bà con có thể pha với nước ấm bà con tắm. Cái việc làm này nó giúp sát khuẩn rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt cái lá của cây ba chạc trong này nó chứa một cái lượng tinh dầu rất là lớn. Nếu như bà con làm cách này á, thì nó sẽ giúp cho cái vết thương của bà con là mau lên da non, sát khuẩn, không bị nhiễm trùng, mau lành. Bây giờ chúng ta là đến với một cái bài thuốc mà dùng cái nguyên liệu ba chạc này. Nó giúp cho chúng ta là bồi bổ cơ thể, rồi cải thiện khả năng tiêu hóa và cải thiện cái chứng chán ăn. Người nào mà chán ăn, không muốn ăn uống thì chúng ta dùng theo cái cách này rất là hiệu quả. Bà con dùng cho Lâm á, cái phần rễ của cây ba chạc này, liều lượng là từ 10 đến 15 gram ở cái dạng khô nha bà con. Nếu như cái phần rễ không có thì bà con có thể sử dụng thay thế giúp Lâm là cái vỏ thân của cây ba chạc này. Thì liều lượng cũng từ là 10 đến 15 gram khô nha bà con. Chúng ta sẽ nấu với 1 lít nước.
thì bà con chỉ cần nấu sôi kỹ thôi, thì chúng ta sẽ tắt bếp, chúng ta dùng cái phần nước này chúng ta uống trong một ngày. Cái việc làm này nó sẽ giúp chúng ta là bồi bổ cơ thể, tăng khả năng tiêu hóa, đặc biệt nó rất hiệu quả đối với những người chán ăn. Khi nói đến cây ba chạc này mà chúng ta không nói đến cái khả năng trị bệnh đau nhức xương khớp của nó thì cái đó là một thiếu sót rất là lớn. Đối với bệnh đau nhức xương khớp ấy, thì bà con dùng cho Lâm là 15 gram rễ, hoặc là cái vỏ thân của nó cũng là 15 gram ở dạng khô. Bà con sẽ nấu với 1 lít nước. Khi nó sôi kỹ thì bà con sẽ tắt bếp. Cái phần nước này sẽ thay thế phần nước lọc trong một ngày. Bà con thấy cách điều trị bệnh đau nhức xương khớp từ cây ba chạc này đơn giản không ạ? Đơn giản nhưng mà hiệu quả lắm bà con. Song song với cái việc mà bà con sử dụng cái bài thuốc uống ở bên trong để trị bệnh đau nhức xương khớp á, thì ở bên ngoài bà con sẽ sử dụng cho Lâm một nắm lá như thế này. Bà con đem rửa sạch nguyên liệu đi. Bà con sẽ kết hợp cho Lâm là cái tầm gửi của cây sao sao. Tầm gửi của cây sao sao á, thì liều lượng của nó cũng là một nắm nha bà con. Hai nguyên liệu này chúng ta sẽ rửa sạch và chúng ta sẽ ngâm vào nước muối từ 15 đến 20 phút. Sau khi chúng ta đã ngâm được khoảng 15-20 phút rồi đó thì bà con sẽ vớt ra, rồi chúng ta để ráo nước, chúng ta giã nát và chúng ta sẽ đắp vào cái vị trí mà nó gây ra những cơn đau cho bà con á. Thì hai biện pháp, một uống ở bên trong, hai chúng ta đắp bên ngoài. Ở đây chúng ta sẽ kết hợp với một cái nguyên liệu nữa là tầm gửi cây sao sao, bà con chú ý giùm Lâm nha. Nếu như những cái vị trí mà nó có khả năng rơi rớt thuốc của chúng ta thì bà con sẽ dùng một cái miếng vải bà con cố định giúp Lâm nha. Thời gian mà chúng ta đắp bài thuốc này á, nó dao động tối đa là khoảng 30 phút mà nó tối thiểu là khoảng 15 phút. Bà con có thể cân nhắc trong cái thời gian này chúng ta sẽ đắp vào cái vị trí đau nhức xương khớp để giúp những cái tinh dầu từ cái lá ba chạc này nó thấm vào cơ thể, nó giúp làm dịu các cơn đau của bà con và trị cho bà con nhanh khỏi cái bệnh đau nhức xương khớp. Khi tìm được cái cây ba chạc này thì bà con mình đã có được cái cách để chúng ta phòng cảm cúm. Nhưng đặc biệt hơn thì bà con mình sẽ có cách phòng viêm não. Cụ thể cái cách mà dùng cây ba chạc này để phòng cảm cúm hay là phòng viêm não á, ở đây bà con chỉ cần dùng cho Lâm là 15 gram lá của cây ba chạc này. 15 gram ở dạng tươi như thế này nè bà con. 15 gram. Bà con kết hợp cho Lâm á là cúc chỉ thiên là 15 gram. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sử dụng rau má là 30 gram. Nguyên liệu còn lại là đơn buốt là 15 gram nha bà con. Tất cả nguyên liệu của chúng ta trong bài thuốc này thì đều ở dạng tươi. Bà con sẽ rửa sạch và cho vào một cái nồi. Ở đây thì nếu như bà con sử dụng cái nồi đất á, thì rất là tốt. Bà con sẽ cho vào đó khoảng 5 bát nước. Bà con sắp đặt lại giùm Lâm còn 3 bát thôi. Chúng ta chia ra chúng ta uống. Thì ở đây nếu như cơ thể của bà con mệt mỏi mà muốn cảm, bà con chỉ cần dùng cách này thì nó sẽ rất là hiệu quả. Đặc biệt thì trong cái bài thuốc này thì bà con sẽ phòng luôn được cái việc mà bị viêm não ha. Một bài thuốc rất nổi tiếng từ cây ba chạc này đó là nó sẽ giúp cho bà con mình trị cái bệnh đau nhức xương khớp nè, rồi đau ở gân, và những người bị bại liệt, liệt nửa người do tai biến mạch máu não gây ra. Thì bà con sẽ dùng cho Lâm á, bộ phận rễ là 4 đến 12 gram. Nếu như mà không có rễ thì bà con sẽ thay thế bằng cái vỏ của cái thân này. Vỏ của thân cây ba chạc. Cái vỏ của cái cây lâu năm thì nó rất là tốt nha bà con. Cây càng lâu năm thì cái vỏ thân của nó rất là tốt. Và cái rễ của nó cũng như thế. Ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn giữa hai bộ phận. Một là rễ, còn hai là vỏ thân. Liều lượng là từ 4 đến 12 gram. Chúng ta có loại nào chúng ta dùng loại đó. Nguyên liệu của chúng ta ở trong bài thuốc này là ở dạng khô. Khi chúng ta đã có nguyên liệu rồi thì bà con sẽ cho vào cái ấm nấu thuốc. Bà con đổ vào đó là 3 bát nước. 3 bát nước thôi bà con. Chúng ta sẽ nấu sắc đặc lại còn đúng 1 bát. Khi nó còn đúng 1 bát rồi á, thì bà con sẽ tắt bếp. Bà con sẽ dùng 1 bát thuốc này chia làm 2 lần để chúng ta dùng. Đối với những người mà đau nhức xương khớp, bà con có thể dùng cái lá của cái cây ba chạc này chúng ta hỗ trợ bên ngoài.
Còn đối với những người mà bị đau gân hay là những người bị bán thân bắt tội, những người bị bại liệt đó bà con, do tai biến mạch máu não gây ra, thì bà con nên áp dụng cái cách là chúng ta kết hợp giữa cái lá của cái cây bà chạc này và cái nguyên liệu là tầm rưỡi cây sâu sao. Bà con sẽ tiến hành rửa sạch và ngâm vào nước muối khoảng 20 phút, 15-20 phút, sau đó bà con giã nát. Bà con đắp lên những cái vị trí mà nó bị đau gân, đau nhức xương khớp hoặc là những người bại liệt á, thì chúng ta sẽ dùng, chúng ta đắp lên những cái chi, những cái vùng mà bị liệt, thì nó giúp kích thích các cái mạch máu ở bên trong cơ thể nó hoạt động trở lại, cho nên nó sẽ giúp cho những người bị bại liệt do tai biến mau hồi phục lắm bà con. Nếu khi bà con ra đồng làm việc mà bà con bị các vết thương chảy máu, bà con có thể dùng những cái lá của cây bà chạc như thế này. Bà con kết hợp với cái cây cỏ nhỏ nồi, cây cỏ mật đó bà con, chúng ta rửa sạch và chúng ta dò, chúng ta đắp vào cái vị trí mà nó bị vết thương á, nó mau lành vết thương. Trong cái lá ba chạc này nó có một lượng tinh dầu nhất định, cho nên nó giúp cho bà con mình là kích thích lên da non rất là tốt. Và đây là hình ảnh tổng quan nhất về cái cây ba chạc, cây bí bái hay là một số tên gọi khác nữa, mà Lâm muốn mang đến cho quý cô bác anh chị bà con mình dễ nhận biết ở ngoài tự nhiên. Lâm xin nhắc lại là cây này phân bố ở những cái vùng như ví dụ như là mương nước, ven sông, ven suối rất là nhiều. Trên lá nó có một cái lượng tinh dầu rất là nhiều, cho nên khi bà con bứt lá và chúng ta vò, chúng ta ngửi thì nó có mùi thơm. Cây này còn có tên khác là gọi là cây bí bái. Khi bà con sử dụng cái cây này để làm nguyên liệu các bài thuốc á, thì đôi khi chúng ta sẽ sử dụng lá nè, cái vỏ thân. Còn đối với những cái thân nhỏ này á, thì chúng ta cũng tính nó giống như là lá. Cái nguyên liệu vỏ thân và rễ của cái cây ba chạc này ở những cây lâu năm thì tính chất dược tính của nó rất là cao. Đây là về hình thức hoa và trái của cái cây ba chạc. Bà con mình sẽ nhận diện một cách chính xác để khi chúng ta dùng cái nguyên liệu này làm các bài thuốc, nó sẽ mang lại cho bà con mình hiệu quả tốt nhất. Đến đây thì Lâm chúc quý cô bác anh chị, bà con và các bạn mình dùng bài thuốc có hiệu quả. Ai dùng bài thuốc có hiệu quả thì nhớ cho Lâm biết. Lâm xin gửi lời cảm ơn và Lâm xin chúc mừng. Những cái video như thế này thì Lâm mong muốn được bà con, các bạn và quý cô bác anh chị mình chia sẻ giúp Lâm, để có thể giúp đỡ nhiều hơn những bà con mình đang cần những bài thuốc như thế này. Ví dụ như những người đang bị tai biến, đang bị liệt, đang bị hạn chế cử động. Nếu như bà con làm giúp Lâm điều này thì Lâm thành thật rất là cảm ơn bà con. Thời gian tới thì Lâm sẽ tiếp tục đăng tải những cái video có rất nhiều loại thảo dược mà bà con mình khi sử dụng làm bài thuốc sẽ có hiệu quả rất là cao. Cho nên nếu như bà con nào chưa đăng ký kênh của Lâm thì có thể đăng ký, để khi Lâm đăng video lên trên YouTube, bà con có thể nhận được ngay và nhận được liền. Đến đây thì Lâm xin phép quý cô bác anh chị, bà con và các bạn mình, Lâm sẽ kết thúc video. Lâm mong rằng sẽ gặp lại quý cô bác anh chị, bà con và các bạn mình trong các cái video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì Lâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.